bóc. Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn lại tiếp tục quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình vừa nhập vào một cái đơn hàng hơn 2 triệu tiền kem Merino nha các bạn. Thì kem Merino thì các bạn phải nhập theo cái giá trị tiền, thì càng giá cái tiền càng cao thì các bạn sẽ được hưởng cái phần trăm chiết khấu nó càng càng nhiều nha các bạn. Thì hôm nay mình nhập một đơn này là hơn 2 triệu thì nó sẽ giảm được về là 9% nha các bạn. Thì khi mà các bạn đơn đầu tiên các bạn muốn mượn tủ ấy, thì các bạn phải nhập cái đơn hàng khoảng 5 triệu thì bên Merino họ sẽ cấp cho bạn một cái tủ như của nhà mình nha các bạn, hoặc là các bạn có thể yêu cầu họ cấp cho các bạn một cái tủ nó to hơn và nó rộng hơn tùy theo cái sức sức bán và cái sức tiêu thụ của các bạn, thì các bạn yêu cầu họ nhé các bạn. Thì hôm nay mình giới thiệu cho các bạn đây là đơn hàng hơn 2 triệu 2 triệu 3, thì mình sẽ được những cái gì, những cái loại kem nào nhé các bạn. Đây, tổng cái đơn của mình là 2 triệu 3, thì nó sẽ được 2, 4, 6, 8, 10, tổng là 11 thùng nha các bạn, được 11 thùng và tặng thêm 5 cái sữa chua, tặng thêm 5 cái sữa chua nha các bạn. Đây, được tặng thêm 5 sữa chua này nữa nha các bạn. Thì bây giờ cùng mình bóc hộp và cho kem vào tủ nha các bạn. Đây là cái tủ nhà mình. Tủ nhà mình thì cũng là loại trung bình nha các bạn, loại không to mà không phải nhỏ. Đây, bây giờ mình sẽ cho kem vào tủ nha các bạn. Anh nước gì ạ? Nước suối. Bộ không hiểu nó lại cũng khát. Không ạ. 5.000 ạ? Vâng. Mình sẽ cho kem cũ lên trên, để bây giờ mình sẽ bỏ kem mới xuống bên dưới nha các bạn, để mình có thể quản lý được cái hàng mới và hàng cũ. Thì các bạn cứ cho hàng cũ xuống lên trên, hàng mới xuống bên dưới. Thì đây là một thùng, chẳng thấy tên đâu các bạn. Đây, mình thấy tên luôn, bóc. Đây là kem dưa, dưa dâu các bạn. Loại này thì mình đang bán ra 8.000 nha các bạn. Đây, một thùng kem dâu. Mình sẽ xếp xuống. Quay cho anh. Cứ quay anh cậu. Mình sẽ
tết kem mới xuống bên dưới nha các bạn. Để không bị kem hết hạn hoặc là ấy thì các bạn phải cho kem mới xuống dưới, và kem cũ các bạn sau khi xếp hết kem mới thì các bạn mới cho xem kem cũ lên bên trên để luân chuyển hàng nó được đều đặn hơn nha các bạn. Okay, một thùng. Thùng thứ hai. Đây là dưa hấu. Đây là con ốc chế. Thùng dưa hấu đây. Đây dưa hấu đây. Đây là thùng kem dưa hấu nha các bạn. Hiện tại thì cũng đang bán ra 8.000. Cái xe nhà này nó không được lạnh, nó đang hơi mềm, úp luôn cả này, lạnh nhanh nó tan hết kem. Nó cứ qua đi. Tận 3 thùng dưa hấu rồi. Mình lấy 3 thùng dưa hấu. Dưa hấu là bán tốt nhất ấy. Nên là mình nhập dưa hấu nhiều hơn. Nhiều quá để cho xuống bên dưới. Thùng tiếp theo sẽ là gì đây? À, kem này là kem rẻ nha các bạn. Kem này là một thùng này là 10, một hộp này là 10 cái này. Nó tan mất. 3 thùng dưa hấu. Đấy. Còn thùng gì đây? Này, đây vẫn kem rẻ. Tiếp theo. Tiếp theo là kem sô cô la nha các bạn. Ốc sô đổ. Đây. Rồi. Đây sẽ là ốc. Này là vị mới này. Trái cây rừng. Trái cây rừng. Trái cây rừng. Đây là thùng đậu đỏ. Cái này đang bán ra 10.000 các bạn. Ô, mình đã xem được nó đang còn một cánh cơ. Này chắc đậu xanh.
Đấy. Đây là ốc vị sầu riêng sô cô la. Mình bảo đánh trắng với sô mà nó lại đánh sầu riêng. Mình sẽ cho cái này lên trên nha các bạn. Kem rẻ nó sẽ một cái hộp này sẽ là có 10 cái. Đấy. Gồm có hai vị nha các bạn, đây là vị đậu xanh và cái này là vị dừa giống như của Tràng Tiền, này là phân khúc rẻ. Ok, bây giờ mình bỏ hết vào tủ rồi các bạn. Đây, cái đơn hàng 2 triệu mà cũng mới xém thôi các bạn, cũng chưa được đầy lắm. Vì bên dưới mình cũng chưa bỏ, mình mới bỏ lên cái giỏ này thôi. Thì khi mà các bạn đánh đơn hàng 5 triệu ấy, thì nó sẽ là full option, gọi là full luôn cả tủ nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đóng tủ. Ok, vậy là mình đã cho hết vào tủ rồi nha các bạn. Vì nhân viên họ chỉ giao thôi, mình phải bỏ vào tủ. Vì cái xe kem này nó cũng không được mát lắm đó các bạn. Kem nó cũng không được cứng. Các bạn phải bỏ nhanh vào tủ nó tan. Và đây là cái đống giấy mà khi mà các bạn bỏ kem vào tủ nó dư ra đấy các bạn. Nhiều. Tổng cộng nó là mười mấy hộp cơ mà. Ok, bây giờ mình sẽ đi xử lý cái đống giấy để bán kiếm vài cái kem nhé các bạn. Ok, vậy là mình vừa giới thiệu cho các bạn một cái đơn hàng kem Merino trị giá là 2,3 triệu nha các bạn. Sẽ được những cái mặt hàng như thế nào thì đây là tổng cái lượng kem mà mình đã có. Có một ít cái hàng cũ thôi, còn đâu là hàng mới cả nha các bạn.
thì chắc là bây giờ đến mùa đông thì mình cũng lấy thêm một lượt nữa thôi, là cũng để bán luôn vào mùa đông nha các bạn. Thì kem Merino là sẽ bán quanh năm luôn nha các bạn, thì nó không bị đóng thành đá như kem Tràng Tiền. Kem Tràng Tiền thì mình chỉ bán được đến tháng 9 thôi là bắt đầu ngưng ngưng nhập hàng nha các bạn. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Nhớ để lại cho mình một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau. Bye bye các bạn.